Thiên đạo vô tình, nhân hữu tình. Thử lấy thân này, diệu thương sinh. Quái bị phong ấn ở cụm bộ thân đã thoát được rồi, hãy cẩn thận đó ứng phó. Theo dự kiến bên trong mau lùi lại, người ở lại đây chỉ khiến tiên sư phất. Cuối cùng xuất hiện khổ vệ thiên viên mới. Thiên viên viên chủ mới có ý nghĩa lớn với Nguyên Thiên Tông, thậm chí không thuộc thuận dạng yêu bản hòa dưỡng tình cũng không khỏi lo lắng. Máu của lão tử không chịu lấy đâu, truyền nhân hiên viên tiếp quyền của ta đây. Thank you.
nào dám giẫm lên đuôi ta. Tên này có bản lĩnh đấy. Uống linh huyết, vì sư đã mở cổng đến một kiếm. Hãy đến bước nhận chủ cuối, rèn người kiếm chủ. Khiêu chiến thành công, có thể nhận hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm là thanh kiếm của Dương Quyền, ta sẽ không giao cho kẻ yếu đâu. Vì sự biết con có thể vượt qua trời nguyện, người đã thấy hiên viên kiếm linh. Lão phụ tìm mãi mới ra, ngươi hãy dẫn hai người cổ thư này có như hòa mừng ngươi trở thành kiếm chủ. Mở khóa cổ thư kích hoạt kim linh thể, đại ca có thể phòng thủ thực chất. Thank you.
thái độ ngôn cuộc như vậy, thật giống hiên viên kiếm chủ năm đó. Đừng đi theo bước chân của hắn.